Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì con mới trồng là một số chậu kiếm. Và đây là một cái dòng lai mới nhất trên thị trường luôn nha cô chú. Chưa có mặt hoa sổ luôn. Hai mặt hoa kiếm vàng lai lại với nhau. Và bên trái của con đó là cây kiếm vàng lưỡi trắng. Và bên phải của con là cây kiếm vàng lưỡi đỏ. Hai mặt hoa này lai lại với nhau nha cô chú. Và mà là nó chưa có mặt hoa sổ luôn á. Cây rất là đẹp. Một dòng lai cũng rất là mới trên thị trường cô chú. Và hiện tại cho bên coi chỉ còn khoảng 15 đến 20 khóm thôi. Và sau đây con sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Và số điện thoại bên coi là 0908 846 804. Và địa chỉ của cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Kiếm vàng lưỡi trắng lai với kiếm vàng lưỡi đỏ nha cô chú. Và sau đây con sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây, mã số và giá tiền của từng loại. Mã số 1 nha cô chú, giá tiền là 300.000. Nó đang có 1, 2, 3, 4 tép nè. Và do cái này con chỉ mới trồng thôi nên gửi hàng đi con sẽ bỏ ra để cô chú mình về mình trồng lại nha cô chú. Và giá của giò này là 300.000, đây là mã số 1. Kiếm vàng lưỡi trắng, nó được lai với cây kiếm vàng lưỡi đỏ. Mặt hoa là mặt hoa sổ nha cô chú, một dòng lai rất là mới trên thị trường luôn á. Mã số 1, giá là 300.000. Đây là mã 1 nha cô chú. Mình về mình trồng lại, tại vì con khi gửi lại con bỏ chậu ra. Cô chú nào mà mình về mình không có giá thể á thì con sẽ giữ nguyên cái này để con gửi đi cho cô chú mình về mình trồng luôn, mình khỏi thay giá thể lại. Mã số 1 nha cô chú. Và giá của nó là 300.000, mã số 1, kiếm vàng lưỡi trắng lai với kiếm vàng lưỡi đỏ. Mã số 2 nha cô chú. Giá là 300.000 luôn. 1 2 3 4 tép. Nói chung là con đã trồng lại và con đã tưới nước đầy đủ cho thân nó đỡ bị héo rồi. Chung là cây này thì mình về chăm sóc khoảng nửa tháng, mình xịt hùn quyển và phân thuốc đầy đủ từ cây lên xem, bắt đầu phúng rễ ra và rất là mạnh nha cô chú. Cây khỏe lại rất là tốt. Rồi này mình về mình nên xịt hùn quyển cho nó mau ra rễ cô chú. Từ gốc của lá khoảng 40 xăng nè. 4 tép, giá tiền là 300.000, đây là mã số 2. Tại qua đổ nó con bỏ vô lại nó bị ngập gốc nè. Chứ bên trồng mình để cho nó gốc nó cao cao lên tí. Nè, mã số 2 nha cô chú, giá là 300.000. Mã số 2. Tiếp tục đây là giò mã số 3 nha cô chú. Và giá là 300.000. Đó. Cây rất là khỏe nha cô chú. Thân rất là mập. Mã số 3 300. Và kích thước của nó là dài được khoảng 45 cm. Lá láng nha cô chú. Tất cả lá đều lá láng hết nè. Một dòng lai rất là mới thị trường cô chú. Mã số 3 giá là 300.000. Kiếm vàng lưỡi trắng, lai kiếm vàng lưỡi đỏ. Lá láng nha cô chú. Mã số 3 giá là 300. Đây là mã số tiếp theo. Mã số 4 của chú giá là 300. Có 4 tép luôn. Giá là 300.000 nha cô chú. Tất cả đều là lá láng. Dài được khoảng có 30 xăng. Mã số 4 giá là 300.000. Vàng lưỡi trắng, lai vàng lưỡi đỏ nha cô chú. Đợi lại rất là mới, mặt hoa sổ. Chưa có mặt hoa trên thị trường luôn nha cô chú. Tiếp theo đó là mã số 5. Và cây đã bắt đầu phúng rễ rất là khỏe nha cô chú. Đó. Rễ đã bắt đầu nhú ra rất là tốt rồi. Giờ này cũng có giá là 300 luôn, 4 tép. 300.000 nha cô chú, mã số 5. 4 tép nè. Lá láng nha cô chú. Rất là đẹp. Mã 5, 300. Và kích thước cây là dài được khoảng đây nè con đo. Từ gốc lên ngọn được khoảng 40 nha cô chú. Từ gốc lên tới đầu lá đó. Mã số 5, 300.000. Mã 6 nha cô chú, giá là 300.000. 3 tép. Mã 6 nha cô chú, 300. Cái này do nó bị thiếu nước, con lá nó hơi bị héo nè. Nói chung là cây nó đang bắt đầu để xì rễ rồi nên rất là khỏe nha cô chú. Mã 7 nha cô chú, giá tiền là 300.000. Nói chung là nó khoảng 3 bốn tép lớn nhỏ đó. Mã số 7, tất cả đều là lá láng nha cô chú, rất là mướt luôn á. Giá là 300, mã 7. Tiếp tục là mã 8 nha cô chú, cũng có 3 tép luôn. Nói chung là cái này mình về mình xịt hồng nguyễn là nó bắt đầu xì rễ ra, nó có mấy cái rễ nó bắt đầu phúng ra rất là đã rồi nè, uống nù luôn cô chú. Đây là mã 8 và giá tiền cũng là 300.000. Và mã 8 giá là 300 nha cô chú. Và ở cuối clip con sẽ có quay một số chậu giá là 200, 220, 250 nữa. Mã 8 300.000. Và đây là mã 9 nha cô chú, giá là 300.000 luôn. Tất cả đều là lá láng nè, lá rất là đẹp cô chú. Cũng có 3 tép luôn hả. Và giá là 300.000 chẳng nha cô chú. Đây là mã 9. Cái này con gửi đi thì con tách ra, mình về mình trồng lại.
Tại vì cái này con cũng mới trồng lại nè, nó con mới niềng dây thôi, cô chú mình về mình trồng lại ha cô chú. Mã 9 300.000. Đây là mã 10 nè, nó có hai tép. Giá là 250 nha cô chú, mã số 10. Kiếm vàng lưỡi đỏ lại kiếm vàng lưỡi trắng mã số 10, giá là 250.000. Đây là mã số 11 nha cô chú, cũng có hai tép luôn, 250. Lá láng nha cô chú. Dài được khoảng có 40 cm. Và cây đã bắt đầu, nói chung là nó đang hồi phục lại. Và cây đó bắt đầu mình chung về mình sẽ trồng quyển á, thì nó sẽ chuẩn bị ra rễ liền luôn nha cô chú. Dòng kiếm rất là khỏe, rất là mạnh luôn. Mã 11, 250.000. Và tiếp tục đây là mã số 12, giá cũng là 250.000 luôn, có hai tép của chú. Mã số 12. Và là lá láng luôn nha cô chú, tất cả là lá láng hết. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng lai, kiếm vàng lưỡi đỏ. Một dòng mà nói chung là kiếm sổ, chưa biết vào khoa nha chú, dòng lai rất là mới luôn á. Và đây là mã số 13 nha cô chú, 250. Có hai thân luôn. Và nói chung là kiếm vàng, hai mặt hoa là đều vàng hết, nó lai lại với nhau thì chắc chắn á là nó sẽ ra là cánh màu vàng. Nhưng mà còn cái lưỡi thì mình không biết nó nở ra sao thôi. Mã số 13, 250 nha cô chú. 250.000 mã số 13. Và đây là mã số tiếp theo, mã số 14, có 3 tép. Giá là 250.000 nha cô chú. Cái này lá ngắn nè, thân ngắn nè, dài được khoảng có 20 cm, 3 tép, 250.000. Vàng lưỡi trắng lai vàng lưỡi đỏ nha cô chú, 200.000. Xin lỗi chú, giá là 250 nè. Mã số 14, 250.000 nha cô chú. Vàng lưỡi trắng lai vàng lưỡi đỏ, mã số 14, 250.000. Mã số 15 nha cô chú, giá là 250. Mã số 15, 250.000. Dài được khoảng có 30 cm cái lên. Mã số 15, 250.000. Vàng lưỡi trắng lại vàng lưỡi đỏ nha cô chú, mã 15. Và đây là mã số tiếp theo, mã 16, giá là 220.000 cô chú. Kích thước cây được khoảng có 35 cm nè. Mã số 16, giá là 220.000. Mã 16 nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng, mã số 17, giá là 200. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng lại kiếm vàng lưỡi đỏ, thân ngắn nè, dài được khoảng cỡ gần 20. Đây là mã 17 nha cô chú, mã số cuối cùng, giá là 200.000, mã 17. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Kiếm vàng lưỡi trắng lại với kiếm vàng lưỡi đỏ nha cô chú. Một vật hoa lai rất là mới trên thị trường luôn á.